bạn thân mến, du khách khi đến với thành phố Đà Lạt không chỉ được tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hay là thụ hưởng một bầu không khí trong lành, mà khi đến đây quý vị còn được thưởng thức rất nhiều món ăn đặc trưng của phố núi Sương Mù. Và ngày hôm nay thì anh mời quý vị hãy đến với một địa điểm mà ở đây chúng ta sẽ được thưởng thức rất nhiều món ăn khác nhau của ba miền Bắc Trung Nam. Nào, mời quý vị hãy cùng theo dõi anh Nguyệt nhé. Ở vị trí nằm ngay trung tâm thành phố, món ăn Đà Lạt mang đến cho du khách sự mới lạ, độc đáo và khác biệt. Với không gian thoáng đãng và sức chứa lên đến gần 500 người, nơi đây đã và đang trở thành một điểm đến lý tưởng để thưởng thức món ăn cho rất nhiều thực khách. Điều đặc biệt là thiết kế của quán được lấy ý tưởng từ vùng đất Nam Trung Bộ, nên các sản phẩm trưng bày, đồ dùng trang trí đều được đơn giản hóa để tạo nên một không gian gần gũi và thân thiện, nhưng không kém phần sang trọng. Với sức chứa là trên 500 chỗ, món ngon Đà Lạt thì quy tụ trên 21 gian hàng, là các thương hiệu món ăn nổi tiếng, mới lạ, độc đáo, mang tính đặc trưng nhiều vùng miền hiện có tại Đà Lạt quy tụ về đây, phù hợp với rất nhiều đối tượng. Ngoài ra còn có các màu sắc ẩm thực quốc tế với các món quen thuộc như là salad, sushi, kim bắp, takoyaki và các món Thái, món tráng miệng bổ dưỡng như chè, sinh tố, nước ép và trái cây. Món ăn Đà Lạt thì cũng đã làm hài lòng rất là nhiều khách hàng, từ khách sành điệu, khó tính đến giới trẻ hiện đại. Du khách đến đây là rất là yên tâm về vấn đề mà an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là chất lượng món ăn. Không chỉ mang đến không gian ẩm thực, nơi đây tạo cho du khách cảm giác như đang lạc giữa một vùng đất Nam Bộ với những chiếc áo bà ba đơn giản, cho đến những gánh hàng rong. Mọi thứ hòa quyện với nhau, tạo nên một nét cách điệu đơn giản giữa lòng thành phố. Với mong muốn trở thành một khu phức hợp ăn uống, đa dạng các món ăn đến từ nhiều vùng miền khác nhau, món ngon Đà Lạt đã tạo nên những gian trưng bày rất riêng, mỗi gian mang đến một hương vị riêng phù hợp với vị giác của nhiều người. Món ngon Đà Lạt, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa vùng miền tại phố núi cao nguyên. Mỗi món ăn có mặt tại đây đều được lựa chọn kỹ lưỡng để tạo ra sự độc đáo mới lạ. Sau 7 năm tôi quay trở lại đây, tôi có cảm nhận rất riêng về nơi này. Tất cả mọi thứ đều rất tốt, thức ăn ngon, con người vô cùng thân thiện. Tất cả mọi món ăn ở đây khiến tôi yêu thêm đất nước Việt Nam. Và đặc biệt, những món ăn tại thành phố Đà Lạt, tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Thì là một tiểu thương ở đây thì tôi rất là thích cái không gian ở đây, tại vì đem đến một cảm giác ấm cúng đến cho những vị du khách đến ở đây. Thì ngoài cái tiểu thương của tôi thì có món ăn đặc sản của miền Trung, thì những quầy khác thì cũng có những món ăn đến từ những vùng miền khác nhau, có những đặc trưng của mỗi vùng miền khác nhau. Quý khán giả thân mến, khi đến với không gian đặc trưng của món ngon Đà Lạt, anh Huy đã cảm thấy thực sự rất là thoải mái. Và đến đây thì du khách có thể thưởng thức rất nhiều món ăn khác nhau từ khá là nhiều gian hàng. Mỗi gian hàng thì mang đến một hương vị, một sắc thái rất là riêng. Và nếu như quý vị muốn có được tất cả những gì mà anh Huy vừa chia sẻ thì hãy đến đây để có thể tìm được cho mình món ăn đặc trưng nhất mà mình yêu thích nhất tại món ngon Đà Lạt quý vị nhé. Tháng 6 đầu hè, Đà Lạt chuyển mình sang một không gian mới với tiết trời mát rượi. Không gian ấy đầy mộng mị và lôi cuốn. Mọi thứ như hòa quyện với nhau, tạo nên một nét quyến rũ rất riêng của phố núi sương mù. Bất kể ngày hay đêm, bầu không khí lành lạnh luôn bao trùm lên phố núi.